waffle trái cây sốt caramel. Công đoạn đầu tiên sẽ là pha bột bánh. Bạn sẽ cần đến một cái tô lớn rồi cho vào đó 110g bột mì, 50g đường, 5g bột nở rồi trộn đều. Sau đó cho thêm vào 30g bơ lạc đã được đun chảy, 2 quả trứng gà, 120ml sữa tươi không đường, 50ml tinh dầu vani rồi tiếp tục khuấy cho đến khi bột thật mịn thì dừng lại. Tiếp tục cho bột vào tủ lạnh nghỉ trong thời gian 15 phút. Trong thời gian chờ bột nghỉ, bạn hãy chuyển sang công đoạn nấu sốt caramel nhé. Trước tiên, bạn sẽ phải bắt chảo lên bếp, cho vào 50g đường và đun với lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy và ngã sang màu nâu hổ phách. Khi hỗn hợp đường đã sôi và có màu sắc như mong muốn, bạn hãy hạ lửa xuống ở mức thấp nhất và cho vào 100ml sữa béo. Khuấy đều cho đến khi hỗn hợp hòa quyện thì cho thêm 20g bơ lạc vào. Đợi bơ tan hết thì tắt bếp và cho ra chén để nguội. Làm nóng máy rồi thoa một lớp bơ vào hai mặt khay, sau đó đổ một lớp bột lên trên rồi tráng đều vào thành khuôn. Đóng máy lại và chờ cho đến khi bánh chín. Tùy vào từng loại máy nướng và công suất khác nhau mà thời gian nướng bánh sẽ từ 5 đến 7 phút. Sau khi bánh chín, bạn hãy cho bánh ngay ra đĩa và tiếp tục thực hiện tương tự với những chiếc bánh còn lại. Sau cùng sẽ là bài bánh ra dĩa và bắt đầu trang trí. Cách đơn giản nhất là bạn có thể dùng sốt caramel để vẽ thành những đường rích sắc trên mặt dĩa như thế này. Sau đó xếp bánh waffle lên, thêm một viên kem mát lạnh và trang trí cùng với trái cây ăn kèm như xoài hoặc dâu tây. Ngoài xoài và dâu tây thì bạn cũng có thể cho thêm nho hoặc kiwi vào đều được. Và như vậy là bạn đã có ngay một dĩa waffle tráng miệng đẹp mắt và giòn ngon ngay tại nhà rồi đấy. Caramel macchiato. Để nấu sốt caramel, bạn sẽ bắt chảo lên bếp, cho vào 200g đường và đun với lửa nhỏ cho đến khi đường tan chảy và ngã sang màu nâu hổ phách. Khi phần đường đã sôi và có màu sắc như mong muốn, bạn sẽ hạ lửa xuống mức thấp nhất và cho vào 100ml sữa béo. Khuấy đều đến khi hỗn hợp hòa quyện thì cho thêm 20g bơ lạc vào. Đợi bơ tan hết thì tắt bếp và cho ra chén để nguội. Về lớp macchiato béo ngậy, bạn sẽ cho 100ml sữa béo cùng 40g đường vào ly rồi đánh bông lên bằng dụng cụ đánh trứng hoặc sử dụng máy đánh trứng để tiết kiệm thời gian. Bạn chỉ cần đánh cho phần sữa béo tăng lên gấp đôi là hoàn thành. Đến bước cuối cùng, bạn chỉ việc cho đá viên vào ly, tiếp đến là 100ml sữa tươi không đường. Trang trí thêm với lớp caramel quanh thành ly để tăng thêm phần đẹp mắt. Sau đó cho vào 40ml cà phê. Và cuối cùng, bạn chỉ việc đổ từ từ lớp macchiato lên trên mặt. Cùng với đó là trang trí thêm với ít sốt caramel là hoàn thành. Chắc chắn đây sẽ là món đồ uống hoàn hảo cho bạn để khởi đầu một ngày mới tốt đẹp. Vậy thì bạn còn chần chờ gì mà không làm thử ngay và cũng đừng quên để lại bình luận chia sẻ thành phẩm với kinh nghiệm hay nhé. Ngoài ra, để xem thêm nhiều video thú vị hơn nữa, bạn hãy nhanh tay ấn like, share và subscribe kênh ngay hôm nay nhé.